qua 4 năm video mình chơi cái trò bro Tây Tàu này rồi. Mình đã bảo các bạn đây là củ khoai tây. Các bạn cứ nói với mình là chưa chắc đã giống đâu. Giống như thế này còn gì nữa. Đấy, và lần này mình sẽ không làm một củ khoai tây mà tiêu diệt tất cả cái vật nữa. Mình sẽ làm một củ khoai tây hòa bình. Đấy, các bạn nhìn chỉ số của củ khoai tây này. Từ 100% sát thương, không thể bắn được ai luôn. Nhưng được cái là cộng thêm chỉ số harvesting thu thập giúp cho mình có thêm được nhiều tiền và nhiều điểm kinh nghiệm. Và vũ khí của mình lựa chọn sẽ là một cái súng giật điện để làm chậm đối thủ. Đặc điểm của khoai tây này thêm nữa là với mỗi một con quái vật sống sót, mình sẽ được cộng 1 tiền và 1 điểm kinh nghiệm. Đây là một củ khoai tây thiên thần, yêu hòa bình, ghét chiến tranh. Hay nhờ, đâu có ai phải nằm xuống đâu. Và sau cái mình vẫn có tiền, vẫn có điểm kinh nghiệm. Đấy chưa? Đặc điểm của cái củ khoai tây này ấy, thì đây sát thương đã bị trừ 100% rồi, cho nên là mấy cái điểm mà cộng sát thương này, hút máu này dẹp, cộng máu tối đa là đẹp nhất. Những cái này là toàn là cái linh tinh này, không phù hợp với mình. Rồi xoay đi. Đây rồi, một cái súng giật điện nữa, máu tối đa và cộng thêm đối thủ được luôn. Ok. Ui. Ôi, có thêm một cái khẩu giật điện thôi mà đã bắn được giết ở chỗ này rồi à? Sao lại yếu thế? Thôi được rồi, không sao. Đằng nào thì bây giờ mình giết tụi nó thì mình cũng nhận được cái tiền với cả điểm kinh nghiệm y chang thôi. Ui rồi, ui lạng lách đánh võng. Ui giời, rồi lên level. Ui, nâng cấp cộng máu tối đa, chắc chắn là phải lấy súng điện. Lấy luôn 3 khẩu súng điện. Được lắm. Răng xấu bắn trúng một đối thủ sẽ làm chậm, sẽ lấy đi 10% tốc độ của chúng, tối đa là 30%. Thêm làm chậm thì mình càng sống được lâu. 3 khẩu súng giật điện. Bây giờ mình bắn chúng nó á, bọn nó sẽ đi chậm như chó luôn. Chậm như chó, nhanh như chó. Vâng, cái gì con chó nó cũng làm được ấy các bạn ạ. Súng điện bây giờ sát thương yếu quá, không vân vỡ được cây luôn á. Tốc độ mình đã vốn đã cao rồi. Ui được rồi, bắn được rồi. Đấy, tốc độ mình đã cao rồi mà súng điện của mình lại còn bắn, lại còn làm chậm chúng nó nữa, thì thành ra là bọn nó không thể nào mà đụng vào mình được. Chứ còn chưa nói hết câu nữa chứ. Level 5 luôn. Mình nghĩ rằng là mình sẽ lấy thêm một điểm tốc độ đi, tăng tốc độ di chuyển. Tăng tỷ lệ né tránh hay là tăng giáp nhỉ? Chắc là mình sẽ chọn là tăng né tránh đi. Tăng máu, tăng sát thương đến gần. Ui giời ơi. Đây du, làm một quả vết sẹo, tăng thêm điểm 15% điểm kinh nghiệm, tăng tốc độ di chuyển trừ tầm bắn cũng được. Có lẽ là mình sẽ phải chuẩn bị mua, hoặc là mình sẽ phải chọn những cái nâng cấp mà tăng tầm bắn. Cứ như thế này là cảm thấy không ổn rồi. Bọn nó dí đến gần sát mình mới bắn được, thì như vậy là cũng sẽ rất là nguy hiểm với mình. Ui các bạn thấy không? Đạn nó bay khắp cả bản đồ luôn á. Nào, còn 4 giây có kịp bắn cái cây không? Vẫn kịp. Yes, level 6 luôn. Nào, thêm điểm thu hoạch chắc chắn rồi. Hồi máu mà giảm đi may mắn à? Mình có phải là kẻ may mắn? Thêm một khẩu súng điện nữa. Ok, thêm một khẩu súng điện nữa. 5 khẩu súng điện. Rồi, bây giờ thì mình giật cho chúng nó là cháy máy luôn này. Quay đến đợt thứ 5 rồi. Đợt thứ 5 mà mình đã level 6. Đúng vậy, tăng 15 tầm là hủy được luôn cái vụ trừ 14 này. Ok, lấy đi. Mà các bạn thấy không, tiền mình rất nhiều luôn nha. Sau một đợt là tiền mình cực kỳ nhiều luôn. Thấy rồi, tăng thêm thu hoạch, giảm sát thương tầm gần, ui gì, tăng tốc độ tấn công, mình xin. Tăng máu tối đa, thêm máu nữa, thêm quái vật. Không sao, chơi tất. Máu mình đã là 28 rồi. Và còn tốc độ hồi máu của mình cũng rất là nhiều nữa. Nãy mình không nhớ chính xác là mình hồi máu bao nhiêu máu mỗi 5 giây. Nhưng mà khá chắc là bây giờ mình có thể tự tin hơn trong việc là mình bị chúng nó đập vào người. Thì mình vẫn sẽ có khả năng là mình chỉ chạy vòng là mình sẽ hồi máu lại được thôi. Thấy chưa, bạn thấy không? Ui, mình lách này, thấy chưa? Ui giời, lách gọi là anh chả đau nha, đau nha. Ôi, 3 máu các bạn ạ. Ok, ui rồi, né tránh luôn. Ui trời ơi, bọn nó không thể nào mà đụng được vào người mình. Súng giật điện đã làm chậm rồi, bọn nó lại còn đi chậm sẵn nữa chứ, mình lại còn đi nhanh nữa chứ. Xong, level 11, lên level quá nhanh luôn. Rồi, thêm giáp đi. Bây giờ mình thêm né tránh hay là thêm thu hoạch nhỉ? Thu hoạch đang là 44, có lẽ là mình sẽ lấy né tránh đi. Thêm một khẩu súng điện nữa. Rồi, 6 súng điện, thêm hồi máu. Ok luôn, thêm thu hoạch, thêm hồi máu. Đấy, máu mình bây giờ đã là 7 máu, hồi 7 máu mỗi 5 giây rồi. Súng điện level 2. Đến lúc phải dung hợp hai khẩu súng điện level 2 với nhau để mua khẩu level 2. Mặt của mình sao này? Trông như kiểu một cái thằng ớt ơ ở kiểu vô gia cư ấy. Đội cái mũ len này chuẩn chưa? Bắt đầu là mặt thì há mồm ra, thêm cái sẹo ở mặt nữa. À, đúng y chang cái kiểu thở tay vô gia cư rồi. Ok, bất chấp luôn, cho mày va chạm luôn. Tí nữa là hồi máu đủ à? Thấy chưa? Lại hồi máu ngay. Ui né. Đó, né tránh. Đó. 3 2 1. Bay màu. Level 13. Hồi máu hay là cộng né tránh ta? Thôi cộng né tránh đi. Hồi máu của mình bây giờ đã là 7 máu mỗi 5 giây rồi, khá nhiều rồi. Ôi giời ơi, vừa cộng hồi máu mà lại vừa cộng máu tối đa. Xin nhé. Thêm may mắn à? Chú vịt vàng này được nè.
cộng may mắn mà trừ đi sát thương này, ok đấy, để bù lại cho cái phần trừ 10 may mắn của mình vừa nãy. Thêm thu hoạch 25 harvesting mà trừ có một giáp súng điện. Ok, mình đã có 3 khẩu súng điện cấp 2 rồi. Cái này phải lấy này. Con lợn đất lấy được 15% cái số tiền của bạn ở mỗi khi bắt đầu một lượt. Rồi, con này của mình bây giờ thay vì nó há mồm bây giờ thì nó ngậm một cái que rồi. Đến đợt thứ 8 bắt đầu có những cái con quái vật to to này. Hy vọng là mấy con quái to này nó sẽ cho mình rất là nhiều tiền vào cuối bàn này. Rồi, từ từ. Đấy, đó cái hộp này, được chưa? Đó. Không ngờ luôn ạ, bắn được chứ. Ủa trời, sát thương của mình khi mà mình có 3 khẩu súng điện level 2 là mình bắn được chúng nó này. Ok, 4 giây cuối cùng. 3, 2, 1. Let's go. Level 14. Cộng tốc đánh hay là cộng thu thập nhỉ? Chắc là thì cộng thu thập đi. Tốc đánh của mình nghĩ là cũng khá ổn rồi đấy. Nào. Ok nè, mình xin nhá. Cộng máu tối đa, cộng máu hồi nhưng trừ may mắn. Ma thuật của người ngoài hành tinh á. Mua luôn. Thế là mình nhờ cái con lợn đất mà mình từ 25 tiền mình lên 28 tiền. À, tức là như vậy là với con lợn đất này là mình không nên tiêu quá nhiều tiền ở cái lúc mà mình mua đồ. Bởi mình cần có một số tiền rất lớn để cho con lợn đất này nó nảy tiền lên cho mình. Đó, máu mình bây giờ là 35 máu, khá là trâu luôn. Và né tránh cũng ghê nữa. Liệu mình có nên thử cho bọn đó đụng vào người mình một phát không nhỉ? Mình test thử cái khả năng hồi máu không ta? Thôi, không nên chơi ngu như vậy. Mình đẹp trai chứ mình đâu có ngu đâu. Ok. U chà. Rồi đấy. Đụng của mình rồi đấy. 30 máu đúng không? Cộng 5 máu. Hồi đầy bình ngay. Ok. Xong rồi. 29 máu à. Không sao. Hồi được ngay. 3, 2, 1. Let's go. Level 16. Bây giờ mình là 24% né tránh. Cộng 9 là 33% né tránh. Lại còn cộng thêm cả giáp nữa vào này. Quá trâu luôn. Bù lại may mắn nhá. Được chưa? Nè. Tức ghê á. Bây giờ đạn của mình sẽ xuyên qua thêm một mục tiêu nữa. Và bây giờ súng điện của mình là nó sẽ dính vào một thằng, nó sẽ như là tia sét sẽ nhảy lan sang một thằng khác. Rồi, 400 tiền à. Bây giờ thử nhá. Bây giờ mình đang là 406 tiền này và con lợn đất này cho mình thêm 15% tiền nữa. Tức là mình sẽ có 466 tiền. Thế dân có free 66 đồng. Quá lời. Cái đợt này wave 10 và wave 11 là mình sẽ mua, mình sẽ bắt đầu mình bung tiền mình mua bởi vì là đến wave 12 là hết game rồi. Nên là mình sẽ để dành tiền đến lúc đấy để mình xóa tiền ra mình mua đồ. Đông quá. Các bạn có thấy là cái tia sét của mình nó đang giật xuyên qua. Ui lạng lách. Ui lạng lách kìa. Ui cha. Ơi cha, đau. Ui né tránh. Chạy vào chúng nó mà mình né luôn chứ. Rồi, level 18, 991 tiền. Mình nhớ là chưa có một lần nào là mình chơi cái trò này là mình lên được tầm 1000 tiền hay sao ấy. Mà giờ thì đã lên được gần tới rồi. Giáp của mình bây giờ đang là 8, là mình đã nhận 44% sát thương ít hơn. Bây giờ mình nhận được là 52% sát thương ít hơn rồi. Nice. Sát thương trừ giáp khỏi. Chúng ta có một quả cà chua buồn cộng 6 máu hồi, nhưng mà mình sẽ bắt đầu trận đấu với giảm 50%. Vào cái đợt đấy là mình sẽ còn là 35 chia đôi là còn có 17 à? 17 18 đúng không? Máu mình hồi 19 mà. Đợi 5 giây sau là mình hồi đầy bình rồi. Cũng lợi đấy. Bây giờ mình đang còn 500 tiền à. Liệu mình nên tích tiền để cho đợt 11 không ta? Giờ trong mình có cái gì một con lợn không? Tiếng gì kêu đây? Tiếng gì vậy ta? 28 máu đúng không? 21 máu đúng không? Ê. Hồi máu bạn ơi. Hồi 28 máu kìa. Chúng nó đi đánh nhau mà chúng nó mang đàn đi đi à. Vừa nhắm vào mình mà vừa đánh đàn à. Rồi còn 5 giây. 3, 2, 1. Let's go. 1100 đô. À, bây giờ nên cộng thêm tốc độ di chuyển hay là cộng máu tối đa đây? Tình hình hơi căng rồi đấy. Ở có lẽ mình sẽ tăng tốc độ di chuyển đi. Đến lúc để mình xóa tiền này, mua một khẩu súng điện đi. Cộng tầm đánh, ok. Cộng máu tối đa cũng được. Cộng giáp, xin, súng điện, ok. Mình đã có 6 khẩu súng điện cấp 2. 24/48, ok. 42/48 luôn. 38/48, hồi đủ máu, let's go. Nào, đây là tuần cuối cùng rồi. Cố gắng lên nào, 70 giây nữa thôi. Mình sẽ sống sót. Không cần tiêu diệt bất kỳ một con quái vật nào hết, mình vẫn sẽ sống sót. Ok, 30 giây nữa thôi. Cố lên nào. Ôi, vẫn sống kìa. Ôi, 13 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Bạn thấy không? Máu quá trâu, né quá nhiều. Đi thẳng vào lòng địch mà hồi máu quá căng luôn. Và đây là thành quả của mình. Một củ khoai tây vô cùng hòa bình. Không cần giết ai, chỉ cần chạy trốn mà vẫn sống sót được qua 12 đợt quái vật. Vâng, tuy đây là một cái cách nâng cấp mà đi ngược hoàn toàn với cái tôn chỉ của mình là chỉ nâng cấp sát thương, nhưng mà thật sự nó cũng rất là vui đúng không?